Chào các bạn đã quay trở lại với FA Channel, mình là Hùng Review đây. Nếu như các bạn đang có ý định mua iPhone 11 thì mình đảm bảo luôn, xem xong video này các bạn sẽ phải lung lay. Vì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ so sánh cho các bạn iPhone 11 và cũng như là S20 Ultra. Cả hai con máy này thì nó đang nằm ở phân khúc giá loanh quanh khoảng tầm là 8 củ khoai. Đấy. Vậy thì lý do gì tại sao mình bảo là con S20 Ultra này nó sẽ làm lung lay cái ý định mua iPhone 11 của anh em? Thì bây giờ bắt đầu nhá. Ok, trước bắt đầu video này, nếu bạn nào quan tâm về hai sản phẩm iPhone 11 và cũng như là S20 Ultra với mức giá tốt nhất, tham khảo ngay tại XL Mobile thông qua đường link ở phần mô tả video này nhá. Ở hiện tại thì XL Mobile đang xây thêm chi nhánh mới ở Biên Hòa. Nếu bạn nào mà tham gia cái đợt khai trương lần này và cũng như là đến chi nhánh mới thì sẽ có cực kỳ là nhiều khuyến mãi cho anh em. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Rồi. Trước tiên ấy, thì gần như đây là hai cái sản phẩm flagship đến từ nhà Apple và đến từ nhà Samsung. Hình như là nó cũng được ra đời cũng như là xem một thời điểm các bạn ạ. Đó, thì với con S20 này và con iPhone 11, chúng ta đánh giá đầu tiên đó chính là về phần thiết kế. Nếu như nhìn về phần thiết kế thì các bạn thấy rằng chiếc máy nào nó sẽ đẹp hơn, chiếc máy nào nó sẽ sang hơn. Đây, mình sẽ cho quay sụp qua lại một vài phân cảnh con iPhone 11 và con S20 Ultra để các bạn có thể là comment ở ngay dưới phần bình luận của video này, con nào đẹp hơn, con nào nhìn sang hơn nhá. Đối với cá nhân mình ấy thì mỗi con nó đều có một cái nét đẹp riêng. Ví dụ như con iPhone 11 thì nó có một cái nét đẹp cực kỳ lớn ở phần mặt lưng là logo Apple sáng chóe. Còn với điện thoại nhà Samsung thì nó mang theo cái tính chất là doanh nhân, tức là một chiếc điện thoại nó sẽ thiên theo cái hướng là cao cấp, nhìn nó xịn sò các bạn ạ. Về mặt lưng ấy thì iPhone 11 và S20 Ultra thì đều được làm từ chất liệu là kính và cả hai con thì đều bám dấu một hồi vân tay như nhau. Còn nhìn về cụm camera thì với S20 Ultra thì nó sẽ chất lượng hơn hẳn. Khi mà iPhone chỉ có cam kép 12 chấm và cam này chỉ có duy nhất cam góc rộng là có tính năng hay ho. Còn với S20 Ultra, các bạn sẽ có camera zoom tàu ngầm này, các bạn sẽ có camera chính 108 chấm này, các bạn sẽ có camera góc rộng này, các bạn sẽ có camera TOF này. Nói chung gần như tất cả những cái công nghệ ngon nhất, xịn sò nhất thì nó vẫn tồn tại trên con S20 Ultra, cho dù là nó ra mắt được khoảng tầm 2 năm rồi các bạn ạ. Quá ngon rồi đúng không? Và nói về cảm giác cầm nắm ấy thì con iPhone 11 nó rất bé và so với S20 Ultra thì cái độ dài của S20 Ultra nó dài hơn khoảng tầm 20% và lớn hơn so với con iPhone 11 tầm 20-25%. Nên là con iPhone 11 nó sẽ cho chúng ta một cảm giác cầm nắm nó thoải mái hơn, ôm tay hơn, cầm nó sẽ gọn gàng hơn. Nếu như các bạn là một người có lòng bàn tay bé hoặc các bạn không có thể cầm được những thứ to thì em này sẽ là hợp lý. Còn nếu như các bạn thích cầm đồ to ấy, thì S20 Ultra best luôn. Vì con này tổng thể chiếc máy của nó khá là lớn nên nếu bạn nào tay to mà cái gì cũng to thì cầm con này nó hợp lý luôn. Và với những cái phần viền của con S20 Ultra thì nó cũng đều được bo cong giống như là con iPhone 11 nên là cảm giác cầm nắm không hề bị cấn, nó không có bị vuông vuông quá giống như là những con điện thoại trong thời điểm hiện tại. Nói chung về cầm nắm thì như các bạn đã biết rồi nhá. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với một cái điểm mà mình tin chắc rằng con iPhone 11 này không có tuổi, không hề có tuổi so với lại S20 Ultra, đó chính là về quả màn. Vì Galaxy S20 Ultra có màn tận là 6.9 inch và đây là màn hình OLED với độ phân giải là 2K+. Nó quan trọng nhất, nó có luôn 120Hz cho anh em. Trong khi nhìn lại iPhone 11 mà xem, anh em chỉ có màn hình 6.1 inch HD+ và không có được cái tần số quét màn hình cao. Trời đất ơi, năm 2022-23 đến nơi rồi, bỏ ra 8 củ khoai mà anh em vẫn chỉ có được cái màn hình nó lỏ như thế này. Thế nên anh em cần màn hình vừa to, vừa đẹp, vừa nét mà lại vừa mượt thì S20 Ultra nó sẽ ăn đứt ở cái điểm này. Tuy nhiên, mình vẫn còn một cái lý do để cho anh em dùng iPhone 11 đỡ cay. Đó là iPhone 11 mặc dù nó không xịn sò như S20 Ultra nhưng được cái nó bền anh em ạ. Cái tỷ lệ lỗi màn hình trên iPhone 11 là cực kỳ thấp và hầu hết những cái lỗi là do chúng ta va đập mạnh này, kiểu như thế này, hoặc là chúng ta rơi vỡ thì may ra mới hỏng thôi. Còn S20 Ultra vì nó đẹp ấy, nên là nó sẽ dễ bị lỗi, ví dụ như là bị sọc màn, bị xanh màn, bị lỗi cổ cáp v.v. thì cái tỷ lệ lỗi của con S20 Ultra nó sẽ cao hơn so với lại iPhone 11. Nếu bạn nào cần ăn chắc mặc bền thì iPhone cho dù nó cùi nhưng mà vẫn còn chỗ đứng. Rồi, bây giờ thì hãy nói về yếu tố khác. Nếu như các bạn thích dùng đồ free ấy, thì con iPhone này chắc chắn là không thể nào bằng so với S20 Ultra được. Vì S20 Ultra chạy Android, còn iPhone thì chạy iOS. Và với cái hệ điều hành mở như là Android, chúng ta có thể cài được rất nhiều thứ, từ YouTube VN này, rồi Spotify này, chúng ta có thể cài được chia sẻ nhạc này, chúng ta có thể cài được rất là nhiều các app mode mic các kiểu, và thậm chí cài được
1111 Ultimate luôn cho tháng 11 này anh em, tưng bừng. Yeah, boy. Thì đó là điều mà anh em có thể làm được trên S20 Ultra. Còn với iPhone thì chịu. Đấy. Và đương nhiên là mỗi hệ điều hành thì sẽ có những cái điểm hay và điểm dở riêng. Thì cái này nếu bạn nào mà đã dùng iPhone hay là đã dùng điện thoại Samsung, đã dùng điện thoại Android thì các bạn đã biết và đã biết lựa chọn sang cái nào rồi. Rồi, còn bây giờ thì hãy đến với yếu tố cấu hình. iPhone 11 được trang bị cho mình con chip Apple A13 và S20 Ultra thì sẽ được trang bị cho mình con chip Snapdragon 865 nếu như các bạn mua phiên bản Hàn tại XTOBuy. Còn nếu như các bạn mua phiên bản Việt Nam hoặc phiên bản Exynos thì ôi dồi ôi luôn, mình không bao giờ recommend anh em lựa chọn những con Samsung Exynos vì nó quá là đuối. Mình chỉ so sánh phiên bản mình đang có ở đây là 865 thôi. Thì với Apple A13 trên iPhone 11 thì các bạn sẽ có RAM 4/64 cho mức giá 8 triệu. Nếu như các bạn lựa chọn phiên bản 128 thì mức giá của nó thậm chí còn đội lên cao hơn rất nhiều. Trong khi đó, S20 Ultra nó sẽ có lợi thế hơn ở cái điểm này với 12GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Thế nên là với mức giá gọi là gần như tương đương này, các bạn lại có được một cái bộ nhớ trong nó lớn hơn, chúng ta sẽ lưu trữ được nhiều thứ hơn so với lại iPhone 11. Ok. Tiếp theo nữa thì nói về phần hiệu năng với con iPhone 11 và S20 Ultra. Mình nghĩ rằng nếu các bạn muốn có được trải nghiệm game tốt thì S20 Ultra sẽ là một cái lựa chọn ngon. Vì con S20 Ultra này mình thấy rằng là kể cả các phần điểm số và những gì mà nó thể hiện được thì nó đều nhỉnh hơn so với iPhone 11. Ví dụ như là về cái phần setting game đi, ở tựa game PUBG anh em bật được 90fps, ở tựa game tốc chiến anh em bật được 120fps. Đây là điều mà kể cả là iPhone 14 nó còn không làm được. Thì như vậy các bạn sẽ có được một trải nghiệm game FPS cao hơn, mượt hơn so với lại cái mức chỉ có 60 như là ở trên iPhone mình đang có ở đây. Đó, hơn nữa nhá, iPhone nó lại gặp tình trạng là nhanh nóng, nhanh tối màn hình và tụt FPS. Còn S20 Ultra nó có tụt FPS nhưng không có bị tối màn hình và nó cũng không có bị quá là nóng giống như là iPhone. Nên là nếu mà nói về khoản là chơi game ấy thì S20 Ultra nó sẽ nhỉnh hơn ở điểm này. Rồi, về sử dụng lâu dài thì thực sự bây giờ điện thoại Android nó đã khác xưa rất là nhiều các bạn ạ. Và mình thấy là những con flagship mà cùng đời với nhau ấy thì dùng tới thời điểm hiện tại nó cũng đã gọi là nó có một cái độ chai, nó có một cái độ gọi là sao nhỉ, nó có một cái độ lag gần như bằng nhau. Nếu như mà cùng đời với lại iPhone X, các bạn sẽ có con là HTC U12 thì phải, hay là U11 gì đó, thì đến bây giờ dùng vẫn ngon, các bạn vẫn có được một trải nghiệm sử dụng rất là tương đồng giữa cả hai máy. Nên là về con chip Snapdragon 865 và A13 thì mình tin rằng là nếu mà nói về cái việc sử dụng lâu dài thì cả hai con máy đều có thể dùng được khoảng tầm 2-3 năm một cách rất là thoải mái. Hay đến với cái phần camera đi. Thì như lúc nãy mình đã nói về cái số chấm ở trên camera và công nghệ của camera rồi, thì bây giờ mình sẽ nói về cái yếu tố đó chính là cái chất lượng chụp ảnh thu được và so sánh với cả hai máy. Đầu tiên là chế độ chân dung. Thì khoản này con S20 Ultra nó sẽ ăn đứt iPhone 11. Vì cơ bản con S20 Ultra nó có nhiều ống kính và nó sẽ sử dụng cái công nghệ xóa phông, nó là cơ học thay vì là công nghệ xóa phông điện tử. Chỉ có một camera duy nhất giống như là con iPhone 11 đang có ở đây. Các bạn thể nhìn cái cảnh chậu hoa này thì các bạn thấy rằng là với con S20 nó xóa cực kỳ tốt luôn đấy các bạn. Các bạn thể xem ở những cái khe lá, con S20 Ultra nó không hề bị lẹ một chút xíu nào luôn. Còn con iPhone 11 cái khả năng xóa phông của nó kém. Khi mà vào những cái khe lá thì cái phần điện tử, cái phần chống rung, phần mềm của nó làm không thể nào mà tốt được bằng phần cứng. Nên là những cái phần là ngay phần chiếc lá này nó không có khả năng xóa phông tốt được bằng. Còn nói về chụp ảnh trong những điều kiện khác ấy, thì mình thấy con iPhone 11 và S20 Ultra thì nó đều có một cái khả năng chụp ảnh cũng phải gọi là 1/9/10 các bạn ạ. S20 Ultra cái điểm mình thích ấy, đó là cái màu của nó nhìn nó sẽ tươi hơn, nó tăng cái saturation nhìn nó nịnh mắt hơn. Còn iPhone thì nhìn màu nó thật hơn. Và khi mà zoom ra thì mình có test ở tấm ảnh 12 chấm thường nhé, thì con S20 Ultra nó sẽ bị thua một chút xíu so với lại con iPhone 11. Còn nếu như mà chúng ta muốn xét đến khả năng chụp ảnh quang học, zoom quang ấy, thì con S20 Ultra nó có khả năng zoom tận là 100x hơn hẳn so với iPhone rồi, nên là mình cũng sẽ không cần phải so sánh. Còn nói đến cái điều kiện đó là quay video đi, thì với con S20 Ultra và kể cả là con iPhone 11, cái khả năng chống rung, khả năng quay video của nó thì cũng phải gọi là 1/9/10 anh em ạ. Các bạn đang xem cả hai đoạn phim được quay từ iPhone 11 và S20 Ultra, xem và cùng đánh giá để xem là con máy nào sẽ có được cái khả năng quay phim tốt hơn nhé. Cá nhân mình thì mình thấy rằng là về cái chi tiết ấy, thì có vẻ như là con S20 Ultra cái chi tiết thu lại nó ngon hơn. Còn về iPhone 11 thì cái khả năng chống rung của nó nhìn nó sẽ smooth hơn và nó không có bị giật giống như S20 Ultra. Nói chung là về phần camera mỗi con thì đều có một cái điểm nhỉnh hơn, nhưng mà xét theo mọi mặt thì mình thấy S20 Ultra nó vẫn hơn. Và đặc biệt là nó sẽ có chế độ chụp đêm và chất lượng chụp ảnh và chất lượng ban đêm của nó thì chắc chắn là hơn hẳn so với lại iPhone 11 rồi.
Ok, ngoài ra phần camera selfie thì mình đánh giá rằng là con S2 Ultra nó sẽ nhỉnh hơn iPhone 11. Và camera selfie của con S2 Ultra thì có tận là 40 chấm nha các bạn, chi tiết cực kỳ tốt. Rồi, hãy nói về khoản pin. Nghe tới pin ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái dung lượng pin của iPhone nó khá là thọt, chỉ là 3.001 trong khi S2 Ultra là 5.000. Thực ra thời gian sử dụng pin của cả hai máy gần như là tương đồng các bạn ạ. Tức là bây giờ nếu các bạn sử dụng liên tục thì sẽ được khoảng tầm 5 đến 6 tiếng, và nếu các bạn cày game thì chắc loanh quanh khoảng tầm gần 5 tiếng cho cả hai máy. Nói chung là ổn, nhưng mà bù lại S2 Ultra có công nghệ sạc nhanh hơn, các bạn sẽ không cần mất quá nhiều thời gian chờ đợi giống như iPhone 11. Và nhiều bạn sẽ hỏi mình là tại sao không so sánh về kháng nước này nọ. Thì đương nhiên cả hai máy đều có kháng nước, nhưng mà đây là hàng qua sử dụng nên là không ai đảm bảo cho các bạn ở cái điều này, nên là mình sẽ không so sánh trong video ngày hôm nay. Và khi mà mua những sản phẩm hàng qua sử dụng như thế này, chúng ta luôn có một tỷ lệ rủi ro. Các bạn nên kiếm cửa hàng nào uy tín để mà mua cho nó chắc chắn. Ok, video của mình thì cũng xin tạm dừng tại đây được rồi. Nói chung á, là sau video này thì các bạn sẽ thấy rằng là con iPhone 11 này khi mà so sánh với một chiếc điện thoại gọi là hàng qua sử dụng cùng tầm tiền với lại iPhone 11, đó là con S2 Ultra, thì gần như nó đã thua đứt ở rất nhiều yếu tố. Ví dụ như là màn hình đẹp hơn, đúng không? Camera nhiều tính năng, xịn sò hơn, hiệu năng tối ưu hơn, chơi game được 90fps, tất cả mọi thứ. Vậy thì các bạn nghĩ sao về con S20 Ultra và iPhone 11? Và xem sau video này các bạn đã lung lay cái suy nghĩ mua iPhone 11 và thay vào đó là S20 Ultra hay chưa? Thì đừng quên để lại cho mình cái nhận xét nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Nhớ để lại một like và subscribe nếu cảm thấy video này mang lại nhiều thông tin cho các bạn nhé. Bye bye.